Dạ vâng, và xin được chào tất cả quý vị khán giả của Sài Gòn Tân Thời, là chào nông nhiệt nhất ạ. Dạ, xin quý vị thông cảm là âm thanh nó có hơi một tí xíu với tai nghe, là chắc là do lỗi của em hồi nãy em gắn nó hơi bị lỏng tí xíu, và nó hơi bị tuột đó quý vị. Dạ, nó tuột thì cho nên là nó bị sức âm thanh ra, nhưng mà ngày hôm nay trở về đây thì thấy là bị lộ đầu tư quá. Quá trời đầu tư, led rồi âm thanh rồi nghe hay. Xuất sắc không? Được nha, tuyệt vời lắm. Dạ. Đang thiếu nợ có cho mượn tiền được không? Dạ không chị. Lâu lắm rồi thì Tiên Minh Phụng mới trở lại. Và thưa quý vị, trong chương trình nè, Phụng ơi, em giới thiệu chương trình mình đang thi đi nè. Ừ dạ, thì em đang thi chương trình Tài Danh Tân Cổ. Tài Danh Tân Cổ cùng với Tấn Đạt luôn quý vị. Dạ. Là hai người nghệ sĩ của đoàn. Thì mình đọc cái kết quả làm sao rồi mình có thể share cho mọi người, hoặc có cái trích đoạn gì đó để mình share để mọi người có thể coi lại không? Dạ, tối nay thì hiện tại là mới chiếu tập tiếp theo. Dạ, Đấng Quân Vương, quý vị mình có về quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ bữa nay em tới đây thì em xin chị lộ là đứng đây cho em hát lô tô phục vụ mọi người được không? Trời ơi, còn đợi gì nữa? Lâu quá rồi không gặp quý vị. Thay đồ luôn. Và thưa quý vị, ở vòng đời đặc biệt, siêu đặc biệt này, chúng ta sẽ có tác phẩm đó là một cái iPhone 14. Và xin nhắc lại quý vị nha, chúng ta sẽ có 3 vòng loại vé, và hình sẽ hiển thị lên màn hình ngay bây giờ để quý vị có thể check lại một lần nữa. Những cái vé lớn đó quý vị gói lại để về nhà ngày mai tới thể chúng liền một cái TV Smart TV 43 inch. Còn ngay bây giờ cái iPhone sẽ thuộc về tay ai? Những cái vé cuối tay thì Thanh còn dài vé kìa quý vị, ai chưa có vé mình đầu tư liền 70.000 đồng một vé, mang iPhone về nhà nha. Hồi nãy có chị kia chị hối quá là cuối cùng chị cũng trúng đó. Rồi, ngay bây giờ ở vòng loại này chúng tôi sẽ có tổng cộng là 4 nghệ sĩ thôi, chỉ cần 4 nghệ sĩ thôi. Đầu tiên là Tiêu Minh Phụng, dạ, em và người đẹp La Kim Quyền, dạ. Tiếp theo nữa là bạn này tên gì? Mộc Trà, dạ Mộc Trà. Sẽ 4 người hát cho quý vị dò thôi, để quý vị không có lộn. Dạ, chị Quyền lên đi chị. Rồi, kính thưa quý vị, theo bây giờ, em hỏi quý vị đã xong hết chưa ạ? Có ai chưa có vé không? iPhone nha. Và trước khi sổ thì em cũng nói luôn, em sẽ trao cái bản tượng trưng trước, sau đó mình sẽ đi di chuyển bên trong, mình ký một cái thỏa thuận. 10 giờ sáng ngày mai có mặt ở Minh Tuấn Hàng Xanh trên đường Trần Quang Khải, em sẽ gửi cho quý vị và đập hộp liền cái iPhone theo cái ý của mình. Tại vì đoàn sẽ tặng 128 chiếc iPhone 14, nhưng mà quý vị có thể bù tiền để update lên thêm những cái phiên bản mà mình yêu thích nha. Rồi, ngay bây giờ chúng ta trên sân khấu chỉ có 4 nghệ sĩ lô tô thôi. Trung Hăng Hăng đưa chị gọi em lưu cung đi trong. Dạ. Lên hả chị? Trời ơi. Rồi, ngay bây giờ ai có vé đặc biệt, dạ, mình check lại cái vòng loại giùm cho em nha. iPhone 14 128GB với các mã số vòng loại 25442545542. Được chưa ạ? Hợp lý chưa? Bắt đầu nghe em. Dạ, vậy thì bỏ banh lại, em mời khán giả lên quay banh nha, để cho mọi người thấy là nó công tâm lắm. Và có ai mà không có bé không, chị xin mời cánh tay. Rồi, em gái mình lên quay banh giùm chị nha. Rồi, dễ thương, nhanh nhạy đó, dễ thương. Rồi, ai chưa có bé thì mình giơ tay mình mua ủng hộ đồng tiếp nha. Giá đâu? Đây, giá đây, giá đây, giá đây. Xuống đây Thanh ơi. Dạ, hai người, trời ơi, bây giờ phút cuối nè. Phút cuối mới đầu tư nè, tức chết. Rồi, đó. Rồi, sẵn sàng chú quý vị ơi, cho em hỏi bên đây mình có chưa mấy anh, có chưa, nãy mấy anh nói đó, có được đó không? Dạ em quên, tại nãy em về như thế này, sorry mấy anh nha. Rồi, còn ai muốn lấy thêm không ạ? Dạ, ok, sẵn sàng cho mọi người ơi. Dạ, lên xe bắt đầu dò số gì ơi. Chị có kêu không? Có, chị có hả? Dạ, rồi quý vị ai chưa có lấy vé giơ tay giùm em cho quý vị nha. Gì đây mày, gì đây con, mấy gì đây mày, gì đây con, mấy gì đây mày, gì đây con, xuống gì đây, lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mày là gì đây, cô ba gần xa là đi đây mà nghe kêu số, kêu chúng là trời cho không, chúng là trò chơi à, số gì đây mày, gì đây con, mấy gì đây, gì chăn bò mà cầm cây roi to thật to đã bỏ ông đi, em lấy cái em đặt vô mông con bò nó chạy đi vô, bắt đầu em kêu lô tô số gì đây mày, gì đây à, số gì đây mày, gì đây mày, gì đây à. Bum bum bum, say the bum bum bum, say the bum bum bum, say the ca đêm nay hát.
kéo miệng quá. Bài này của bên Thái nó đang hot lắm á. Nó hát là một cái đứa đang đứng trên hát là dưới nó có người ngồi dưới nó hát là cờ lù lù. Không, cái đó mình bên Thái, còn đây mình Việt Nam. Ừ, nó hát hơi đa số rồi chứ. Số gì đây mày, gì đây mày, gì đây à? Số gì đây mày, gì đây mày, gì đây? Em vẫn nằm nằm nghe dòng dòng nước chảy. Nghe một tiếng ngâu ơ nửa đêm bao sông. Đêm vẫn nằm nhìn lên mây bay khói tỏa. Nhìn hòn đá lăng nghiêng, câu ca dao, nhìn những mái treo dưới bóng cây ngô đồng. Có con ngựa dưới chân, có hai người yêu nhau trăm năm con mười lăm. Yeah.
chị nha. Rồi, đã có người đọc giải rồi chị, chị đứng tới giùm em nha. Yeah, quý vị thân mến, em thấy là bộ trưởng nha, mà còn ai nữa không ạ? Yeah, trời ơi, phòng này là tới 3 mã vé mà chỉ có một người trúng thôi. Dạ, bây giờ em coi sơ trước cái nha, rồi để bắt em mời quý vị lên. Đúng không, chắc không? 100%, dạ, 2, 5, 4, 5 số 9, 23, 35, 44 đúng không? Đúng chưa? Dạ, dạ, nhưng mà để công bằng nhất em mời một khán giả bất kỳ bước lên hỗ trợ dò lại giùm em được không ạ? Không, người lớn đi, dạ, dạ, em mời chị, dạ. Rồi, ngay bây giờ, kính thưa quý vị, em sẽ nhờ chị gái đối chiếu lại giùm em. Và em gái quay số hồi nãy đối chiếu lại ha. Rồi, ngay bây giờ, vòng loại vừa rồi chúng tôi có 3 ba là số vòng loại 2544, 2545 và 2542. Đây, 2545. Dạ, rồi mình đọc cái dãy số đi ạ. Dạ, cái này. Số 9. Số 9. 23. 23 có 2. 35. 35 có 35. 44. 44 có 44. Dạ, quý vị hồi nãy giờ mình dò mình có đúng không ạ? À? Dạ, đây, số 9, 23, 35 và 44, chính xác. Woo! Dạ, em gửi chị một bé vòng loại tiếp theo nha. Rồi, thank you, tặng anh chị gái một vòng luôn. À, rồi, dạ, em mời anh sẽ bước vô đây. Anh ơi, anh tên gì? Tại vì dòng này thường á là người ta trúng nhiều dữ lắm, nhưng mà có một mình anh trúng rất là hên luôn. Giới thiệu về mình trước nè. Jimmy Hải. Jimmy Hải, hình như là salon tóc Jimmy Hải luôn đúng không? Dạ, đêm nào cũng chơi xuống tới Bình Dương ủng hộ luôn. Cho nên đây là một cái phần quà phải nói là rất là cảm ơn anh và rất là xứng đáng luôn. Dạ, xin mời anh là nhận một cái iPhone 14 nha. Dạ, hy vọng là anh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa giống như cái dòng loại này. Mà đặc biệt ngày mai 10 giờ, dạ, liên hệ với em. Dạ, cho em thông tin để liên hệ với anh để trao thưởng nha.